Mến chào quý cô chú anh chị em ha. Nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của anh Toàn Nguyễn ở huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Quý anh chị có một số hoa giấy và bông trang muốn giao lưu tới quý cô chú anh chị em ha. Rồi, chào anh Toàn. Dạ, chào anh Pháp. Chào tất cả bà con đang xem kênh Pháp Thái TV ạ. À, trước tiên em cảm ơn bà con ủng hộ những clip vừa qua. Thì hôm nay em có lên một số hoa giấy và hoa đơn để giao lưu cùng cô chú. Thì địa chỉ của em là ở Pa, xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Số điện thoại giao lưu là 0966 70 5151, cũng là số Zalo luôn ạ. Lên mã số đầu tiên là cây hoa giấy chín tiết lá cam thạch ạ. Hoa rất là sáng quý cô anh chị, rất là đậm ha. Cây mini để bàn. Dạ, cây chiều cao nó là 50. Dòng này cực kỳ sai hoa. Dạ, tán ngang nó là 40. Rồi quạnh đôi vị trí chỗ này là 9. Dạ, cây mã số 1 này có giá là 150.000 ạ. Bao phí ship luôn ạ. Rồi. Dạ, tiếp theo mã số 2 là cây cẩm thạch tím siêu bông ạ. Cây dán bài quý cô chú anh chị. Dạ, bài nó là 70 ạ. Dạ, nó ngang nó 70 luôn ạ. Dạ, hoành đo cho vị trí này là 17 ạ. Cây đã vô một lưới dây ạ. Dạ. Dạ, mã số 2 này cái giá là 350.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 3 là cây cẩm thạch hồng ạ. Màu hoa rất là ngọt ạ. Dạ, cây chiều cao là 70. Dạ, tán ngang nó là 60. Mình vị trí chỗ này là 9 ạ. Dạ, mã số 3 này cũng là 150.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 4. Sophia. Dạ, nếp gốc với ta. Thật. Dạ, cây chiều cao á là 1 mét ạ. Dạ, tán ngang là 60. Cái này. Đường đại diện này là 9 ạ. Gốc ở dưới to quý cô anh chị. Dạ. Này cái hôm với ta. Thì mã số 4 này cái giá là 220.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 5. Đây cái tím tiết cam thạch nè. Vàng tròn. Dạ, cây chiều cao là 65 ạ. Dạ, tán ngang là 70. Dạ, quanh vị trí chỗ này là 12 ạ. Dạ, mã số 5 này có giá là 250.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 6. Cây đỏ lửa ạ. Dạ, cây chiều cao là 1 mét ạ. Dạ, tán ngang nó là 90. Mình đo cho vị trí này là 20 ạ. Phôi rất là già. Dạ. Dạ, mã số 6 này cái giá là 350.000 luôn ạ. Dạ, tôi xem mã số 7. Nhưng mà Sophia ghép gốc với ta nữa. Dạ, chiều cao là 1 mét ạ. Dạ, tán ngang nó 70. Mình đo vị trí cái này là 14 ạ. Dạ, mã số 7 này có giá là 250.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 8. Cây cẩm thạch tím nè. Dạ, cây chiều cao là 60. Dạ, tán ngang nó 60 luôn ạ. Dạ, quanh vị trí này là 17 ạ. Dạ, mã số 8 này có giá là 300.000 luôn ạ. Dạ, tiếp theo mã số 9. Tím tiết lá cam thạch ha. Dạ, cây chiều cao là 60.
Cà tới ngang 70. Dạ, hoành vị trí chỗ này là 14 ạ. Dạ, mã số 9 thì cái giá là 250.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 10. Cẩm thạch tím nữa. Cây bonsai. Dạ. Dạ, cây chiều cao là 70. Dạ, tới ngang đó là 50. Dạ, hoành vị trí chỗ này là 12 ạ. Dạ, mã số 10 cái giá là 300.000 luôn ạ. Dạ, tiếp theo mã số 11. Dạ, chiều cao là 1m ạ. Dạ, tán ngang nó là 60. Dạ. Một cốt hai thân. Dạ, còn vị trí chỗ này là 10 ạ. Dạ, mã số 11 với giá là 220.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 12, cây cẩm thạch tím ạ. Cây lập dây bonsai quý anh chị. Dạ. Dạ, cây chiều cao là 45. Dạ, tán ngang nó 70. Hoành đôi chỗ vị trí này là 25 ạ. Dạ, mã số 12 này có giá là 350.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 13 là cây tím tiết lá cẩm thạch nữa. Dạ, cây chiều cao là 60. Dạ, tán ngang nó 70. Mình đo vị trí miền này 12 ạ. Rễ nó còn sâu, cô chú anh chị về thay chậu mình đôn đế lên. Dạ, mã số 13 này cái giá là 220.000 ạ. Dạ, tiếp theo mã số 14. Cẩm thạch tím ạ. Dạ, cây chiều cao là 70. Dạ, tán ngang nó là 65. Dạ, hoành đôi vị trí chỗ này là 19 nè. Phôi rất là dài. Dạ, mã số 14 này có giá là 350.000 luôn ạ. Dạ, tiếp theo mã số 15 là con trang ha. Cái vàng sọc. Bàn sọc Tiền Giang đời đầu quý cô anh chị. Dạ. Cây màu cốt à. Đang phun búp phun nụ. Dạ, cây chiều cao là 1m1 ạ. Dạ, tán ngang nó là 70. Cây phơm tàn rất là tròn, rất là đẹp ha. Dạ, thoát thân nó 50. Dạ, hoành nó 6 ạ. Dạ, mã số 15 này có giá là 220.000 ạ. 220.000. Bao phí vận chuyển quý cô chị. Dạ. Dạ, tiếp theo mã số 16. Ok. Mỹ vàng sọc ạ. Anh kim. Dạ. Dạ, cây chiều cao là 1m ạ. Cây phun nụ. Dạ, tán ngang nó 50, búp lên sọc đỏ rất đẹp quý cô chị. Mỹ vàng sọc anh kim. Dạ. Thoát thân nó là 45. Quanh này 45. 45. Dạ, đo dấu vị trí này là 6 thôi. Dạ, mã số 16 này cái giá là 180.000 ạ. Dạ, theo mã số 17, cây vàng hương lục đỏ ạ. Đang phun hoa quý anh chị. Dòng này cái màu rất là đẹp ạ. Cánh bầu. Dạ, cây chiều cao là 1m2 ạ. Dạ, tán ngang nó 1m. Dòng này chạy sọc rất là đẹp quý anh chị em. Dạ, thoát thân nó 40. Hoành vị trí chỗ này là 10 ạ. Cây nó đứt cho me. Dạ.
phun hoa. Giờ mã số 17 này có giá là 400 ngàn ạ. Đây rất là đẹp à. Dạ, tiếp theo mã số 18 là cây đỏ cánh kép. Đỏ kép Ngọc Châu. Đang búp à. Dạ, cây chiều cao là 95 ạ. Dạ, tán ngang nó 60. Thoát thân nó là 30. Quanh này dao động với cổ 4 năm à. Dạ, động 4 năm à. Dạ, mã số 18 này có giá là 180 ngàn ạ. Cây đỏ kép. Tiếp theo mã số 19. Cây đời đầu. Dạ, sập đời đầu. Tiền Giang với anh chị. Sọc rất là nét à. Dạ, cây chiều cao đó là 1 mét đó. Dạ, tán ngang nó 75. Thoát thân nó 40. Hoành nó 6 ạ. Dạ, mã số 19 này có giá là 220 ngàn luôn ạ. Phơm rất là đẹp à. Dạ, mã số 20 là cây vàng sọc đó. Dạ, chiều cao cây là 90. Tán ngang nó là 60. Dạ, thoát thân nó là 45. Dạ, hoành nó 7 ạ. Dạ, mã số 20 này có giá là 160 ngàn ạ. Dạ, tiếp theo mã số 21. Cây Mỹ vàng. Mỹ vàng nghệ. Mỹ vàng nghệ. Dạ, cây chiều cao là 85. Quá hoa luôn. Dạ, tán ngang nó 70. Thoát thân nó 20. Mình đo cho vị trí này là 6 ạ. Đo eo với anh chị gốc nó dạ. Nở ha. Cái này thích hợp để ban công à. Rồi, mã số 21 này có giá là 180 ngàn ạ. Dạ, tiếp theo mã số 22 là cây phụng bằng lửa ạ. Dạ, cây chiều cao là 80. Dạ, tán ngang nó 50. Thoát thân nó là 30. Hoành nó có 4 năm chú. Dạ, mã số 22 này có giá là 160 ngàn ạ. Dạ, tôi xem mã số 23. Một cây đỏ kép nè. Đèn phun hoa. Mấy cái hoa rất là đẹp luôn chị. Đỏ kép Ngọc Châu. Dạ, cây chiều cao là 1 mét ạ. Dạ, tán ngang nó là 65. Đang đóng búp mỗi đọt mỗi búp người cứ cho chuyện gì. Dạ, thoát thân nó là 35. Hoành dao động cái 40 ha. Dạ. Dạ, mã số 23 nữa giá là 180 ngàn ạ. Dạ, tiếp theo mã số 24. Cây vàng sọc. Sọc Tiền Giang dài đầu tiếp theo. Dạ, chiều cao nó là 1 mét. Dạ, tán ngang nó 80. Dạ, thoát thân nó là 35. Dạ, hoành đo chỗ này là 6 ạ. Dạ, mã số 24 này có giá là 200 ngàn ạ. Dạ, tiếp theo mã số 25 là Mỹ vàng sọc ánh kim nha. Dạ, cây chiều cao là 80. Dạ, tán ngang nó là 45. Thoát thân nó 30. Dạ, hoành nó 5 ạ. Dạ, mã số 23 nữa giá là 180 ngàn ạ.
25, mã số 25 chứ. Chạy tiếp theo mã số 26. Cây đỏ hừng, hừng kép. Dạ, cây chiều cao là 90. Đang phun bông. Dạ, tán ngang nó là 70. Thoát thân nó 15. Dạ, quỳnh chỗ vị trí này là 7 ạ. Dạ, mã số 26 này có giá là 200 ngàn ạ. Dạ, tiếp theo mã số 27. Cây vàng sọc. Cây vàng sọc. Dạ, cây chiều cao là 80. Dạ, tán ngang nó 80 luôn ạ. Vành 6 ạ. Vành 6 ạ. Dạ, mã số 27 này giá là 160 ngàn ạ. Dạ, tiếp theo mã số 28 là mã cuối clip ạ. Cây vàng sọc Tiền Giang ạ. Đang phun hoa luôn quý cô chú anh chị. Dạ, cây chiều cao là 1m1 ạ. Dạ, tán ngang nó là 80. Thoát thân nó là 35. Vành 6 ạ. Dạ, mã số 28 này là cái giá là 220 ngàn ạ. Cũng là mã của clip. Cảm ơn bà con đã xem clip. Mong bà con xem và ủng hộ ạ. Rồi, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị vào clip tiếp theo ha.